ơi, học hành mà cái kiểu này hoài làm sao mà thi cử tới nơi rồi. Chị Mai ơi, chị có nhà không chị Mai ơi? Anh ơi, anh vô đây nè anh. Tôi qua thăm chị nè, có mua sứ đồ gửi chị. Cảm ơn anh nha. Qua tính bàn chuyện với chị, chuyện con tôi và con chị nè. Khổ quá rồi, bây giờ con My con tôi á, tôi cấm cản không cho gặp thằng con anh. Bây giờ nó bỏ ăn, nó bỏ học, nói nếu như mà bây giờ cấm nó không cho gặp, không cho tiếp xúc gì á, nó bỏ nhà nó đi bụi đó anh ơi. Trời ơi, con tôi cũng vậy, mới lớp 10 thôi nha chị đó, mà như vậy rồi nó đụng tới một cái á, là bắt đầu á, là nó đòi sống đòi chết, rồi đập đầu dưới đất rồi quỳ lại cha mẹ. Bị tôi tức lắm nha chị. Nó còn đòi bỏ nhà đi bụi y chang con chị luôn á. Trời ơi, sao mà cái kiểu này là hai đứa nó cùng coi như là cùng hợp lực với nhau thiệt á. Bây giờ nếu như mà hai đứa mà nó bỏ nhà đi bụi, chắc tôi danh cũng đi bụi theo quá. Tôi suy nghĩ rất là kỹ rồi, mình có một cách này nha chị. Sao anh? Bây giờ mình căng thẳng lên, mình làm quá như vậy cũng không được. Đúng rồi. Rồi con cái nó xảy ra chuyện gì rồi như thế nào? Đúng rồi, tôi cũng đâm thấy ra, vậy. Tôi với chị là phải xuống nước nhỏ nhẹ với nó. Nè anh uống miếng nước rồi cho khỏe rồi nói. Rồi. Xin lỗi, ly này tôi mới uống. Bây giờ tôi nói chị nghe, thôi tôi không cần uống luôn. Bây giờ nếu mà xuống nước tôi nói vậy, bây giờ mình phải coi như là mình phải hơi tiếp tay cho cái tình yêu của tụi nó, có nghĩa là dẫn cho tụi nó yêu, để tụi nó yêu, để tụi nó học. Chứ nếu không á, tụi nó không yêu được là tụi nó không học được, là chết hết cái tương lai của tụi nó đó anh ơi. Chứ bây giờ làm sao, bây giờ nó mới có lớp 10 thôi mà chị. Bây giờ con anh á, con anh là con trai còn đỡ, con tôi là con gái, mà lỡ á, nhưng mà hai đứa nó yêu nhau mà lỡ, trời ơi, đùng một cái mà nó xảy ra cái chuyện gì chắc chết. Tôi không biết ăn nói làm sao với bà con, ăn nói làm sao với hàng xóm. Anh ơi, bây giờ tôi cũng nằm đêm suy nghĩ nhiều rồi. Cái gì? Không ai, bây giờ anh qua nhà tôi đi. Làm gì? Qua nhà tôi á, rồi coi như anh dạm hỏi con tôi đi. Cái gì? Dạm hỏi con chị? Nó mới có lớp 10, nó đang còn đi học mà dạm hỏi con chị làm sao? Ý tôi nói đây không bắt ép gì bên gia đình anh hết. Gia đình tôi cũng chẳng đòi hỏi gì hết. Có nghĩa là anh qua, ví dụ anh mua ít bánh quà đồ vậy nè. Đó, anh qua rồi dắt thằng con qua cho hàng xóm, người ta thấy là con tôi được một cái mối quan hệ công khai, được gia đình bạn trai nó chấp nhận, để lỡ có chuyện gì thì tôi cũng đỡ mặt đó. Ý tôi vậy, chứ không có đòi hỏi gì hết á. Trời ơi, bây giờ mình phải làm cái cách đó luôn hả chị? Đúng rồi, đúng rồi. Thôi chị để tôi, giờ tôi suy nghĩ đi. Tôi suy nghĩ cái này rồi dài đêm đi. Rồi tôi nói chuyện với chị. Như này gấp quá, tâm lý tôi chịu không ổn đâu. Trời ơi, sao anh mỏng manh quá vậy? Anh suy nghĩ nhanh nha, rồi gọi cho tôi liền nha. Để tới nhà tôi chuẩn bị. Trời ơi, con với cái mười mấy tuổi yêu với đương.